Anh thanh niên hôm nay đã hết chuyện chưa? Đây có nhiều mẫu lắm các bác ạ. Dòng đa năng còn 2, 4, 6, 8, 10, 11 con các bác nhé. Full vỏ luôn nhé. Con nào cũng có vỏ luôn nhé. Đấy. Đây. Dòng này còn 11 con này. Đấy, sẵn hàng luôn này. Tiếp theo là dòng chặt gà. Đây các bác. Dòng chặt gà. Đây. Chặt gà kèm vỏ này. Kèm vỏ da này các bác này. Kèm vỏ da đây. Đấy. Đây, chi tiết. Các bác mở ra đây xem. Đấy. Dòng này là không han không rỉ gì các bác nhé. Đây cán này là gỗ nhé các bác nhé. Cán của nó là gỗ. Đấy, gỗ nhưng mà phun sơn đen lên. Đấy, để đồng bộ với màu của con dao. Đấy, con này thì còn 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con này còn 6 con này các bác này. Đấy. Tiếp theo là cái dòng chặt xương. Đây các bác. Đây là dòng chặt xương này. Đấy, con này còn 2 con các bác nhé. Dòng chặt xương này, con này dày 6 ly này các bác. Cân nặng 7 lạng. Con này cầm rất là vừa các bác. Cầm rất là vừa. Đấy. Cán gỗ hương đá này các bác. Ừ. Con này còn 2 con nhé. Không han rỉ riết gì nhé các bác nhé. Đấy, cái dòng ở phía dưới này, ở trong cái tấm 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 nhựa đen này này là không có con nào rỉ hết các bác nhé. Các bác yên tâm sử dụng đi. Đấy. Đây, con này còn chặt xương này. Bốp 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 chặt rất phê này. Đấy, các bạn xem cán nó này dày này. Đấy. Cán cầm phê lắm. Này còn 2 con các bác nhé. Đấy. Tiếp theo là con dòng em để trong cái hộp gói hàng kia là đều là dao nhíp. Đấy, còn cái phần dưới này là được làm thép cao cấp hơn. Nó không han gì thì giá của nó cũng đắt hơn cái phần mà làm bằng từ nhíp hơn một chút. Đấy, thì xa các bác thấy còn có 2 con phi lê 40 này, còn 2 con phi lê 40 này. Đấy. Thái làm từ thép trắng ở cái còn 3 2 con này, thép trắng đầu bên này. Hai con này là hai con thép trắng này. Đây, con này là thép trắng các bác nhé. Con này là nhíp mài trắng này. Dòng giống này 3 1 2 3 con này là rỉ này các bác này. Đấy. Các bác phải bảo quản tốt. Đây con dòng này là cái dòng bản truyền thống này. Nguyên loại truyền thống. Con bằng đây ha. Bác nào nhu cầu về loại gì thì cứ hỏi em nhé. Giá cả thỏa thuận. Thuận mua vừa bán thôi. Đấy. Các bác bảo đắt quá so với nhà này hoặc là rẻ quá so với nhà kia thì mỗi người ta bán tùy người ta cảm thấy bán được là người ta bán. Đấy. Còn bảo em bán đắt hơn người này, đắt hơn người kia thì các bác đi ra chỗ khác mua cũng được. Đầy người mua bán đúng không nhỉ? Đấy. Này không test cắt giấy cắt giếc nữa, cắt giấy giếc nhiều lúc nó bẩn. Đây. Qua em test cắt giấy này, đống giấy cắt này. Đấy, các bác xem bẩn bẩn quá. Đấy, phải quét dọn. Thì các bác quan tâm cứ inbox trực tiếp các bác nhé. Inbox hoặc là gọi điện đều được hết, số điện thoại thì nữa em sẽ gắn này trong cái video. Đấy. Ngoài ra em có rất là nhiều cộng tác viên các bác nhé. Có nhiều cộng tác viên nhé. Đấy. Ví dụ các bác thấy bức ảnh này hoặc là thấy em bán mà người kia bán đều tất đa phần đều là các cộng tác viên của em cả. Giá cả thì lấy từ cộng tác viên hoặc là mua trực tiếp với em đều giống nhau, không có gì thay đổi đâu các bác nhé. Đấy. Ngoài ra vẫn còn em còn đặt thử hàng riêng cho các bác. Thử hàng thì nó hơi lâu một chút tại vì dạo này khách hàng đặt nhiều mẫu lạ, mất thời gian làm lắm các bác ạ. Đấy. Hẹn gặp lại các bác ở các video lần sau nhé. Em chào tạm biệt các bác.